Tại vòng 8 giải hạng nhất quốc gia 2020 diễn ra chiều 19 tháng 7, câu lạc bộ Phố Hiến cầm hòa đội chủ nhà câu lạc bộ Long An để tiếp tục duy trì mạch trận bất bại và giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu này, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn bên phía khung thành của nhau nhưng không tận dụng thành công. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Phú Hiến chơi xuất sắc khi ngăn cản được nhiều tình huống nguy hiểm của đội chủ nhà Long An. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Một điểm có được từ trận hòa này giúp đội bóng xứ Nhãn tiếp tục là đội duy nhất tại giải hạng nhất chưa thua trận nào, đồng thời san bằng điểm số với đội đầu bảng câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Cả hai đội đều có 16 điểm sau 8 vòng đấu, nhưng câu lạc bộ Phú Hiến xếp ở vị trí thứ hai do kém chỉ số phụ. Vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Phú Hiến thi đấu trên sân nhà BVF gặp câu lạc bộ Bóng đá Huế vào 17 giờ ngày 25 tháng 7.